lạc bộ Công an Hà Nội và tham vọng tái lập kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai. V-League vẫn ghi nhận những quy luật khó giải thích, kiểu như thay tướng đổi vận, hay các tân binh vừa lên hạng hầu hết đều trụ hạng thành công. Ngược lại, đến lúc này duy chỉ có Hoàng Anh Gia Lai là tân binh vừa lên chơi V-League đã đoạt luôn chức vô địch. Đó là thời điểm bầu đức nổi đình nổi đám cả khu vực Đông Nam Á khi đem về ngôi sao số 1 là Kiatisak và tiền vệ Chukiak giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải hạng nhất 2002. Chỉ sau đó một năm, ông Đức tạo ra giải Ngân Hà gồm toàn các tuyển thủ quốc gia để thống trị bóng đá Việt Nam với cú đúp vô địch V-League và siêu cúp quốc gia liên tiếp trong hai mùa 2003 và 2004. Suốt một thời gian dài, những đội bóng dù được đầu tư mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải trụ năm đầu, rồi mới có thể đăng quang ở mùa thứ hai như câu lạc bộ Hà Nội 2010 hay Viettel 2020. Nhưng sau 20 năm, đội bóng tân binh Công an Hà Nội CAHN đang đầy đủ tham vọng và thực lực để tái lập kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng giống đội bóng của Bầu Đức ngày nào, đội CAHN đang định hình giải Ngân Hà mới với hàng loạt ngôi sao Văn Đức, Văn Thanh, Văn Hậu, Tấn Tài, Trọng Long, Tấn Sinh, Tiến Dụng. Đến giai đoạn 2 này, họ như hổ thêm cánh khi bổ sung Quang Hải và thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn để trở thành câu lạc bộ đắt giá số 1 Việt Nam, 4.77 triệu euro. Tân binh V-League 2023 cũng đang dẫn đầu giải bằng phong độ mạnh mẽ với 24 điểm sau 12 vòng, sở hữu hàng công mạnh nhất giải, 29 bàn thắng, trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thực tế, câu lạc bộ CAHN vẫn có điểm yếu, như hàng thủ đang nhận trung bình 1,17 bàn thua trận, gần gấp rưỡi mức trung bình 0,8 bàn thua trận của những nhà vô địch V-League các năm gần đây. Tuy nhiên, việc bổ sung thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Czech 2019 Philip Nguyễn hứa hẹn sẽ cải thiện khả năng phòng ngự. Chàng trai Việt Kiều sinh năm 1992 từng được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Czech là chốt chặn toàn diện. Khi dẫn đầu giải vô địch quốc gia nước này ở 4/5 tiêu chí, số phút thi đấu 3.047 phút sau 34 trận, số trận giữ sạch lưới 11, số phút giữ sạch lưới liên tiếp và số đường chuyền. Kinh nghiệm và đẳng cấp của anh, cộng với Quang Hải ở trên hàng công sẽ khiến đội CAHN trở nên cân bằng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với bộ khung gồm 7 cái tên vừa được huấn luyện viên Philip Trucci gọi lên đội tuyển Việt Nam, cộng với xuất Việt Kiều Philip Nguyễn và 3 ngoại binh, rõ ràng đội CAHN đã thực sự trở thành giải Ngân Hà ấn tượng nhất Việt Nam hiện nay. Lực lượng dự bị gồm toàn cựu tuyển thủ như Xuân Nam, Ngọc Đức hay tuyển thủ U23 Việt Nam như Tuấn Dương, Quang Thịnh, Văn Đô càng giúp họ tự tin trong cuộc đua đường dài. Có thể câu lạc bộ CAHN còn thiếu trung vệ và tiền đạo nội giỏi để trở thành hoàn hảo như Hoàng Anh Gia Lai 20 năm trước, nhưng lực lượng đó đã là quá khủng sau chỉ một năm thần tốc xây dựng. Quan trọng là cách huấn luyện viên Flavio Luis đang giúp đội bóng đi đúng hướng. Kể từ trận thua Viettel 1-2 ở vòng 3, câu lạc bộ CAHN đã có 9 trận liền bất bại, với 6 trận thắng trong 7 trận gần nhất. Nếu đánh bại đội chót bảng Đà Nẵng ở vòng 13 ngày 2 tháng 7 tới, tân binh hùng mạnh này sẽ càng củng cố tham vọng tái lập kỷ lục vô địch ngay mùa đầu tiên mà Hoàng Anh Gia Lai đã thiết lập 20 năm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.